Wow, trước màn hình cô chú anh chị mình là một cái căn nhà vườn mái Thái nha cô chú anh chị. Có sân vườn nè, có sân đậu ô tô và có ao cá và một vườn cây kiểng luôn cô chú anh chị ơi. Thì căn nhà này có tổng diện tích là 970 m² nha, có 100 m² là thổ cư luôn. Tọa lạc tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Con đường trước Đức á, là chủ đã lắp cho mình là mấy cái tấm đan này cô chú anh chị. Ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là mình đi thoải mái luôn nha. Thì từ vị trí này cô chú anh chị mình di chuyển theo cái con đường này nè, mình đi khoảng tầm là 400 m thôi là mình sẽ ra tới đường huyện lộ 34 ha cô chú anh chị. Một hướng về trái là mình sẽ đi về hướng Sư Đoàn 8, chạy láng Đồng Tâm nè, còn mình về phải là mình sẽ đi về hướng cầu Long Hưng, mình đi về thành phố Mỹ Tho ha. Và từ vị trí này mình cách giáp ranh thành phố Mỹ Tho đâu đó khoảng tầm là 6 cây số nha cô chú và anh chị. Khu vực này là dân cư hiện hữu nha, điện nước wifi có đầy đủ luôn. Thì với cái tổng diện tích là 979 m², trong đó mặt tiền chiều ngang của mình đó cô chú anh chị, mình đo từ cái hàng rào này nè, đo hết cái hàng rào bên đây đó là 18,8 m nha. Chiều dài là hai cạnh, một cạnh bên đây là 50, một cạnh còn lại là 52 nha. Nhà mình thì sẽ quay về hướng đông. Đó, xung quanh toàn bộ là căn nhà của mình đã được xây dựng tường rào kiên cố luôn nha cô chú anh chị. Cao khoảng là 4 m ha. Đó, rất là kiên cố luôn, rất là an ninh và an toàn luôn ha cô chú và anh chị. Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị mình đi tham quan cái căn nhà vườn này như thế nào nha. Và căn nhà này chủ đang giao bán là 1,9 tỷ nha cô chú và anh chị ơi. Đó. Cái cây đu đủ đó cô chú anh chị, quá trời trái luôn ha. Đó, thì nếu mà cô chú anh chị mình đang tìm một cái căn nhà vườn nè để mình về đây mình còn có thể nghỉ dưỡng ha. Khu vực này là đất nước ngọt quanh năm nha cô chú anh chị. Đó, bây giờ em sẽ quay cái phần bía bên ngoài trước đi ha, rồi sau đó em sẽ vào quay chi tiết căn nhà trước cho cô chú anh chị mình xem sau ha. Thì nguyên cái dãy bên đây nè, chủ có trồng xoài mít nè cô chú anh chị, nguyên cái hàng này. Phía dưới đất thì trồng rau, đó, mận nè cô chú anh chị. Đó, xung quanh là tường rào kiên cố ha. Cao lắm cô chú anh chị ơi. Đó, bên đây thì chủ cũng có trồng một số cây trái nữa ha. Rồi phía này thì là chủ trồng mà rau và lại là cây kiểng nè cô chú anh chị, mai ha. Ao này cũng có cá nha cô chú anh chị. Đó. Đây nè, cây đu đủ nè, trái quá trời ha cô chú anh chị. À, một cái căn nhà vườn chủ đã thiết kế sẵn cho mình ha. Về chỉ cần dọn vali vào là ở thôi. Cái vị trí này cô chú anh chị mình về đây mình mua ở nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Điện nước wifi có đầy đủ nè. Dân cư ở đây thì cực kỳ đông luôn ha. Có cây mít có trái luôn nè. Thì từ vị trí này mà cô chú anh chị mình đi chợ nè, trường học, ủy ban trong vòng bán kính chỉ có khoảng là 2,5 cây số thôi. Đó, mình sẽ có đầy đủ tất cả các tiện ích nha. À, rồi ở đây thì có một số cây bưởi nè, mai nè, hệ thống tưới tiêu thì có đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Ở đây mà mình về đến Sài Gòn bến xe miền Tây thì đâu đó khoảng tầm là 70 cây số nha. Đó. Rồi thì em sẽ mời cô chú anh chị mình vào bên trong căn nhà ha. Thì cái nhà này mình thiết kế kiểu giống nhà sàn đó cô chú anh chị. Được đổ móng và nâng cái sàn lên ha. Đây để em quay xíu này trước cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, dễ hình dung hơn ha. Phía dưới này nuôi gà nè. Đó. Kiểu nhà giống nhà sàn ha cô chú anh chị. Cho nên là cô chú anh chị mình yên tâm ha, sẽ không có ngập lụt ha cô chú anh chị. Đó, phía trước này là một cái mái che tiền chế nè. Ừ. Nhà rất là cao ha. Phía sân trước nè cũng khá rộng rãi ha cô chú anh chị. Nhà mình thiết kế kiểu không gian mở nè. Đó, nhìn rất là sáng luôn. Dạ cho em xin quay cái này chị. À, bước vào thì đầu tiên là mình là một cái không gian khu vực phòng khách ở đây nè. Mình được mặc phòng ngủ ha cô chú anh chị. Đó, phòng ngủ nè, có người cho nên em không quay ha. Rất là đẹp luôn căn nhà. Bên trong được lót gạch lên khoảng là 2 m nè. Phòng khách nè. Bên đây là khu vực nấu ăn. Đó. Đây chị em nấu ăn nè. Mình ở đây mình nhìn ra cái miếng đất vườn của mình ha. Nhìn rất là chill luôn. Đó. Khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh ở bên đây. À, wow. Phòng tắm khá rộng ha cô chú anh chị. Đó, nhà mình được một phòng khách, khu vực nấu ăn, một phòng ngủ ha cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình còn một phía sau khoảng sông, sân sau nữa nha. thì có cửa thông xuống ra ngoài này luôn hả cô chú anh chị. Phía này mình cũng có thể để mà giữa chán bát ở đây nè. Đó, phía sau này thì còn một khoảng đất trống nè, chủ có trồng giãn nè, khế nè. Có hệ thống đèn năng lượng mặt trời nữa nè cô chú anh chị. Xung quanh là bốn phía đã được gia chủ xây tường rào kiên cố ha, cao 4 mét nha cô chú và anh chị. Thì ở cái phía khu vực này thì mình có một cái dàn mớp, dàn bầu gì nè cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn ha. Ở đây mà có tiệc tùng cô chú anh chị, mình xuống đây mình làm cái tiệc BBQ cũng được ha. Thì phía cuối đất của mình thì ở đây cũng có một cái con đường đi công cộng nè cô chú anh chị, có hiển thị trên sổ luôn ha. Và chủ cũng có làm cái cửa để mà đi ra phía sau ngoài. Đó, cô chú anh chị mình nhìn lại tổng thể căn nhà vườn của mình ha. Xung quanh đã được bao bọc bởi tường rào kiên cố nè, cao 4 mét. Một vườn can trái nè, có cây kiểng nè, và một căn nhà có ao cá, nhà nóc Thái nha cô chú anh chị. Đó, thì cái vị trí này thuộc về xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Căn nhà này có tổng diện tích là 970 m², trong đó là có 100 m² là thổ cư nha cô chú và anh chị. Thì căn nhà này chủ đang rao bán là 1,9 tỷ nha. Giá cả sẽ còn thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Phía này là chủ trồng rau muống nè, bên đây thì có rau răm nè cô chú anh chị. Có rau ăn rau, có cá ăn cá luôn ha. Vườn rau nè, vườn can trái, có ao cá luôn. Đúng là một cái căn nhà vườn phải nói là không có cái gì để chê luôn nha cô chú và anh chị. Đó, thì nếu mà cô chú anh chị mình cảm thấy căn nhà này nè phù hợp với lại nhu cầu tìm kiếm của gia đình mình thì hãy liên hệ ngay bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái với cái số điện thoại bên dưới màn hình để mình có thể đi xem nhà, sau đó mình trực tiếp gặp chủ mình thương lượng luôn nha. 1,9 tỷ cho một cái siêu phẩm nhà vườn ha cô chú anh chị. Rồi thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết cái video này cùng với em nha. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những video khác ạ. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Một cái căn nhà vườn nhức nách ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha cô chú và anh chị.